năm mà nẹt bà riêng thân tim muối ban đầu sẽ là bà tham đông sát đại châu hơn sen on thực kiện mà hay là ta bà phố miền để dùng từ tour bán cứ không anh pro cả lớn cứ quạt ban là tranh nó phải liềm màu đọc chiêng bà hay chẳng hay quạt nó đông chạm bong bọc quạt mà nẹt tiết là bây nó tranh nó màu bầm môi bà trên một màu không được làm máu nữa mà tê không anh pro cả lớn nó cứ từ ban bong bọc chiêng nó để quạt nó thì đang bài sát thật nó cứ quạt làm thật cả mọi đình chắc chắn là bà tê không anh cả lớn cứ quạt nó thể lên mà mùi sư tu cài máu sát đầm biển biển sát sát là được khi nó rất bảo bà bạn nhà cừu lục cừu á tha mình pro khả lớn nó cơ bản lông tắc hai nó không sao này giống như tao ban bong pro mà nhé đại chỉ nhẹ lụa văn nó không sao là riết nó còn rất ta chui bà ta chui strong riu tất cả bạn pa đáy tiền được là máu hay cơ bản là lực máu bà sự gặp phù hợp trên tắc tam mọt là mấy nè primat bà đọc về lại chẳng hãy có điểm điểm đá của bà này do cho nó cửa bà do tao làm tipet nơi tạm ra cho chị bay lại cái lớp bọt cho tao bọt tao bà đây sẵn phía phí bà bàn tay ca xì diêm được cao chú ý xử cửa bọc cụ bếp nó dạy bê mà phải tao sang xong này tí đáy bàn tay là tập phó cụ bếp bà bây giờ thà mình bọc lớn nữa cơ bản thật bắt hai bạn thật bắt hay nên chẳng hay của bạn là một cô sọp nâng ao mà không phù sa bình bà nhớ nè ai tập đi tàu ban không phù sa bà con các bạn đặt tam mà tối nó vô một vót ao thực hiện bà dùng đó các bạn đặt đâu không mà tốt thế mà cú đã đặt một tốt nã nè bà hãy chẳng hãy cô lấy cho nó cú lớn nữa cô bạn đã được tóc mà không sờ nó hay phải mất bà lấy tràng lớn nữa hay hôm nay bà con còn chơi ca rút chưa cái nào thế bà nó cũng mong được kiện lần này phần tai đau ai con cứ mưa riêng bà nào sờ là không sờ hôn sai ao thực hiện lớn đi bà không vót nữa bà hãy thì tăng cái thân nó không vật ăn được tiết bà thân nó không ăn được tiết sẽ cắt cả tốt bà khăn là gầm bố bà thì trở thành đi phân bình bà lâu nó cứ không có xa bà con nó cứ bà là dùng sau khăn mình tế là mất ba được sao tại bắt bằng câu nó bắt quát không vui nó bắt quát mà là ban là lông tức sạp nó không sạp tức nó không bay nó sẽ là đi nó tìa phải mấy chân mà lâu dưỡng tầm ơn kiếp tất tập hiếp và không có sao bắt quát phụng đại bậc quá đó nè, giờ nông nông hay chạy bắt đầu và ba hai sống cho luôn ở đồng lấy tục là cứng cầm chỉ muốn cầm phù sa sập bậc mùi bọc còn này hai bên một chút mà này cứ tập tiếp là con nông ở bản tộc đã sọp lực mà đã không sờ là hay mà hay là nó cứ tao đang thè sọp bạc cho nó cứ khả năng nó cứ do từ thuộc bọn nào sọp cầm nát đâu mới thuộc bọn nào đi một bên đấy mà hà lập mình chuẩn mà lâu dương tâm ơn là sạch chắc đại ôn pro đại quạt lóng á cái đâu có bài nó sờ là đi một tí phải mà mình chỉ muốn nghe David ba hà dụ của mùi chín năm ba chưa sao bà sạch tất cứ miền nam nam ca suôn bà sạch sẽ đó là phải mất bà cứ miền suôn bà cái bà này chuẩn nói đặc là anh không anh pro đại chúng mua ngay David bà dụ của mỗi năm cái lời để quạt trong lấy nhá bà này chuẩn nói dần lông ạ ô miền tây miền đây phải mất bà so từ tây lạp gia này bà chuẩn nói cho sạch tất ấy à lâu phải mất cái chuyện là lâu dân mưa mưa sạch tăng cứ là ho là heo tập nó cứ sạch tất tất bà lần là vâng là vơi bà anh chẳng hay từ sao ta ở chỗ đồng cứ là sao giờ quạt tranh muốn bong mà quạt bà bong mà quạt cứ tranh cày mà cày quạt phải giờ làm mong bà chẳng hái có quạt mà lên tật bà này chẳng là tăng đằng bà hay cái tay tao ban bong ông chưa vào rót nâng sao sao được nếu nó cô ban áp thằng ngoài lên này bà thằng ngoài lên này bàn tay đào ở chỗ đồng cứ quạt đang tay thì chơi lấy nhá bà lên tất cả là ở trường bà mà đang quạt lót lông tật sập tay bà đòn bà
hay ក្រោយពីបងប្រុសដែលជាអ្នកលក់បាទលក់นมលក់នៃក្នុងសាលារៀនហ្នឹងណាបាទរត់មកជួយស្រង់ដល់ពេលដែលឃើញលងហើយហ្នឹងគឺគ្មានសាលាដូចគ្នារត់ទៅប្រាប់គ្រូបាទនៅក្នុងសាលានោះប៉ុន្តែបែរជាមានអ្នកដែលនៅជិតនោះអត់ប្រាប់ទេរត់ទៅប្រាប់គ្រូអញ្ចឹងឆ្ងាយបាទឆ្ងាយដល់ពេលរត់មកដល់ហើយត្រូវបានអាក្មេងប្រុសខាងលើនោះក៏បានផត់បាត់ហើយបាទបានលងផត់ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការដូចមកអស់ចិត្តណាបាទអញ្ចឹងហើយក៏បានស្រង់មកដល់លើគោកហើយនោះក៏បានដឹកតាមម៉ូតូយកទៅមន្ទីរពេទ្យបាទពេទ្យនៅផ្លូវជាតិ3នោះបាទជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺគ្រូពេទ្យក៏ខំប្រឹងជួយដែរបាទខំប្រឹងជួយដើម្បីសង្គ្រោះណាប៉ុន្តែដាក់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យធ្វើការចលនាអីគឺផត់បាត់ទៅហើយការជួយពេលចិត្តចូលកន្លះម៉ោងប៉ុន្តែជួយសង្គ្រោះមិនបានដោយសារតែជួយសង្គ្រោះលើនោះក៏បានផត់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះមិនទាន់បាទឥឡូវយើងឃើញបាទនេះគឺស្រះនោះគឺលហល្ហេវតែម្ដងណាបាទល្វឹងល្វើយតែម្ដងបាទហើយចំណុចទីតាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងបរិវេណវត្តអង្គតាទៀតបាទស្ថិតនៅភូមិអង្គតាទៀតបាទសង្កាត់កតោបាទខណ្ឌកំបោលបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយឥឡូវហ្នឹងក៏យើងឃើញខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទប៉ោះកតោហ្នឹងក៏បានមកដល់នៅចំណុចទីតាំងនេះហើយដើម្បីពិនិត្យនៅសពអាចជួយក្រុមធ្វើការពិនិត្យនៅសពណាបាទហើយធ្វើការបកគោជូនក្រុមគូសាមកគាត់បាទដើម្បីយកទៅធ្វើបំតាប្របីនេះបាទហើយសុខកំណត់របស់ជួយក្រុមខាងលើហ្នឹងគឺគាត់មានស្រុកកំណត់នៅខាងអកតកែវិញនោះបាទសពថ្ងៃគឺគាត់ជួបផ្ទះគេនៅទេបាទពុកធ្វើជាសន្តិសុខម្ដាយធ្វើជាកម្មការនិយងចាក់បាទហើយកូនគឺរៀននៅសាលាកន្លងហ្នឹង2នាក់បាទហើយកូនបងហ្នឹងគឺរៀននៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែចេញយឺតបាទចេញក្រោយម៉ោងណាបាទហើយទឹកស្រះជ្រៅណាស់ហាប្រិមត់ហើយបាទល្អជាងទៅតែបើសិនជាភ្លាមភ្លាមនោះបើសិនជាអ្នកដែលឃើញនឹងរត់ទៅប្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អង្គុយក្រោមដើមឈើណាបាទអាចនឹងជួយទាន់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញសភាពជនគ្រូដែលគាត់លងនឹងហើយបាទរត់ទៅប្រាប់ដល់គ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងអាសាលានោះបាទអញ្ចឹងឆ្ងាយដល់ពេលប្រាប់ហើយទើបលោកគ្រូឆៅឡោផ្អើលអង្គគឺរត់ទៅប្រាប់បងប្រុសដែរជាអ្នកលក់អីវ៉ាលក់นมលក់ណែក្នុងសាលារៀនហ្នឹងបាទរត់មកជួយស្រង់ដល់ពេលមកជួយស្រង់មកស្រាប់តែលើកមកគឺមានទឹកពេញពោះបាត់ហើយបាទផុតហើយដល់ពេលហើយគាត់ក៏ថាបងប្រុសដែរគាត់ចុះរាវគាត់ថាកតោះទៅរាវចុះទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅក៏រាវទៅប៉ិនប៉ះដៃសពមកជ្រុងគ្រូហ្នឹងបាទហើយក៏បានទាញសពឡើងមកលើមកបាទហើយក៏បានលាក់បាទលើកលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏បានព្យាយាមនឹងជួយសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គ្រោះមិនទាន់ទេស្លាប់បាត់ហើយយ៉ាងផត់បាត់ហើយក៏បានបកគល់សពនឹងឲ្យក្រុមគូសាររបស់គាត់យកមកប្រាប់ចៃរបស់ស្រងការគាត់បាទរៀងពេញចុះមកបណ្ដឹងសិនបាទហើយដើម្បីសពរបស់ជនក្នុងគ្រួសារលើនឹងតើនឹងតែយ៉ាងម៉េចដែរទេហើយប្រហែលជាការសួរមុនហ្នឹងបងប្អូនខាងគូសាររបស់គាត់ថាប្រហែលជាអាចយកទៅធ្វើបន់នៅវត្តជ្រុងលូវិញដោយសារនៅទីនោះគឺមានកន្លែងទីតាំងបូជាបាទដោយសារនៅវត្តមានកន្លែងបូជាណាបាទហើយជនក្នុងគ្រួសារលើនឹងគឺឈ្មោះង៉ែតដាវីតអាយុ6ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាដៃជូអនកបស្គងនៅប្រកាសណាមួយបាទក៏សំខាន់ទៅទៅដល់រុកខ្ញុំអត់ដែលជាអ្នកការទៅបានព័ត៌មានបាទនៅគណៈអវិលីនឹងដែរខ្ញុំអត់រតនាបាទក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលាបាទសិនជាបងប្អូនបាទចង់មើលនៅរូបភាពច្បាស់ច្បាស់នៅសពជ្រុងគ្រូបងប្អូនអាចជួញលីង